Xin chào toàn thể quý khách hàng và nhà đầu tư. Mình là Trọng Thơ, hiện đang công tác và làm việc tại Bất động sản Kim Cương. Thì ngay buổi sáng hôm nay, công ty Bất động sản Kim Cương bung ra hai vị trí ở khu vực Trọng Thơ cách đây chỉ có 50m. Bên tay của Trọng Thơ đang chỉ đây ạ. Và hiện tại khu vực này đang được cho xây dựng, cho đổ sỏi và chuẩn bị đổ đường nhựa, những cái vỉa hè đã làm xong. Và hiện tại bên tay của Trọng Thơ đang chỉ đây, đó là những dãy nhà kiosk được khách hàng của Bất động sản Kim Cương về đây mua. Và hiện tại đang cho xây kiosk để kinh doanh phòng trọ. Và đây những chiếc xe lu đang chuẩn bị lu đường để xuống nhựa nha quý vị. Theo hướng tay của tôi đang chỉ, đây là cái mặt đường của đường D1. Và hiện tại hai bên đã được cho xây nhà phố với thiết kế 1 trệt 2 lầu, diện tích 5x30, thổ cư 100%. Và đường D1 này có chiều rộng mặt đường là 50m. Và rẽ phải chúng ta sẽ ra quốc lộ 13. Và ra ở tay trọng thơ đang chỉ đây, đó là trường cao đẳng Bình Phước sẽ rời từ thành phố Đồng Xoài về đây và đang được xây dựng. Bên tay của trọng thơ đang chỉ đó là khu công nghiệp với tổng diện tích là hơn 2.400 ha và đang được xây dựng. Có nhà máy tập đoàn Sinfood ấp trứng Thái Lan về đây và công ty Nhật Bản và những công ty may mặc khác đã về đây xây dựng và đã có công nhân lao động rồi nha quý vị. Và theo cái hướng của trọng thơ chỉ đây, đó là dọc theo cái tuyến đường đường mòn Hồ Chí Minh. Đường mòn Hồ Chí Minh rẽ phải chúng ta sẽ về Đồng Xoài, rẽ trái chúng ta sẽ là trạm thu phí Trơn Thành và đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và hiện tại trọng thơ đang đứng ở vị trí này thì mật độ xây dựng rất là nhanh. Và cái giá đất đang còn sơ khai chỉ có 9 triệu trên mét vuông. Thổ cư 100%, diện tích thì 5x30, diện tích 150 mét vuông, được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Thì quý vị, quý chị nào quan tâm tới đất nền BKMX Trơn Thành Bình Phước, hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0962 854 858 để được xem thực tế dự án và chọn cho mình những vị trí sinh lời nhanh nhất, kinh doanh xoay đồng tiền một cách nhanh nhất. Thì xin hẹn gặp lại ở những video sau và xin chào.